Xin chào các bạn Zsop fan yêu quý của Belo Lê Tổ. Và trong video clip và livestream ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn về một số những cái câu hỏi mà Belo rất là thường xuyên nhận được từ phía các bạn Zsop fan yêu quý của Belo trên cả nước. Đó chính là khi mà các bạn đặt mua những chiếc đồng hồ Zsop tại Belo thì các bạn có hỏi về Belo là đồng hồ Zsop nguyên siêu nhé Belo, tức là các bạn muốn là đảm bảo đồng hồ mới tinh đến tận tay các bạn. Thì cái việc này xin thưa với các bạn là ở trong video clip này thì Belo sẽ giải đáp cho các bạn về cái việc đó. Khác với những cái đồ công nghệ, ví dụ như chúng ta sẽ có những cái đồ công nghệ như là điện thoại iPhone này, điện thoại Samsung hay là những cái mic rod không dây ở đây như thế này, thì Belo cũng tiện trong video clip này thì Belo sẽ khoe các bạn luôn. Thì sắp tới là Belo sẽ sử dụng cái mic wireless Go của hãng Rode, của hãng microphone số 1 thế giới hiện nay. Đây là một cái bộ mic rất là xịn sò mà Belo vừa mới đầu tư cả một dàn luôn, cả một bộ luôn, rất là kinh khủng, và để giúp cho là mang đến cái chất lượng video tốt nhất cho các bạn Zsop fan, chúng ta có thể xem và chúng ta chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ Zsop. Vâng, và như những chiếc đồ công nghệ này thì các bạn sẽ thấy những cái phần siêu của nó như này. Đó, đây chính là cái siêu của những cái đồ công nghệ như là cái mic này, hay là iPhone, hay là Samsung, thì các bạn có thể thấy cái siêu như thế này. Nhưng Zsop thì lại khác. Zsop nó sẽ thiên về là một cái ngành đồng hồ truyền thống hơn. Thì cái khái niệm siêu, cái khái niệm mà có cái siêu này ở trong ngành đồng hồ thì nó hoàn toàn khác biệt. Và các bạn sẽ thấy là ngay cả những cái phiên bản cao cấp này, Zsop này, thì về truyền thống của ngành đồng hồ thì họ sẽ không làm những cái phần siêu như là những cái đồ công nghệ. Do đó là các bạn luôn yên tâm là khi mà các bạn đặt mua Zsop tại Belo thì các bạn sẽ nhận được những cái sản phẩm mà nó mới nhất và nó nguyên hộp. Và ngoài ra thì cái sản phẩm đồng hồ thì nó sẽ rất khó làm siêu. Thông thường thì ở hãng Casio Zsop họ sẽ có một cái phần siêu bằng ni lông này. Cái này thì nó mang tính chất là để giúp cho đồng hồ của chúng ta nó được nguyên vẹn nhất, mới nhất khi mà đến tay các bạn thôi. Chứ nó không phải là một cái siêu để phòng tránh cái việc mở ra. Vì chắc chắn là khi mà những chiếc đồng hồ Zsop mà đến tay các bạn Zsop fan yêu quý của Belo trên cả nước thì chúng ta sẽ luôn luôn được tháo ra để chúng ta dán một cái lớp tem chống hàng giả này, để giúp các bạn yên tâm là đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam. Do đó thì các sản phẩm Zsop nó sẽ không có siêu. Nói chung là các cái sản phẩm đồng hồ nói chung ở trên thị trường, tất cả các thương hiệu như là Casio, Citizen, Orient hay là Longines hay là Rolex, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ không có siêu. Chúng ta sẽ có những cái phần hộp này, hay là phần bao bì này, hay là những cái phần ni lông, hay là những cái phần lớp túi vải ở ngoài như thế này để giúp cho bao bọc cái sản phẩm của chúng ta một cách tốt nhất. Và khi mà các bạn mua hàng tại Belo thì các bạn cũng sẽ nhận được đầy đủ như thế này. Thì đây là một cái đặc điểm chung của ngành đồng hồ. Do đó là khá là nhiều bạn, các bạn liên tưởng đến ngành công nghệ và các bạn có nói với Belo là các bạn muốn những là những chiếc đồng hồ nguyên siêu, thì thực chất về cơ bản nó là sẽ là không có, vì đây là cái đặc thù của ngành đồng hồ. Và mình cũng rất là hy vọng là về sau khi mà Casio họ giới thiệu những cái dòng smartwatch thực thụ của Casio Zsop thì họ sẽ làm những cái lớp siêu để cho các bạn có thể yên tâm và các bạn yêu thích hơn. Và một chút những cái phần mà mình muốn sâu cho các bạn về cái việc siêu của đồng hồ Zsop và siêu của đồ công nghệ, nó khác biệt một chút phải không ạ? Và ở đây thì Belo cũng sẽ rất là vui khi vừa mới sắm một bộ này, cũng tốn khá tiền ở Belo để có thể phục vụ cho các bạn, và mình sẽ bóc siêu nó ra. Chỉ những cái đồ công nghệ thì chúng ta mới cần có siêu nha các bạn. Còn Zsop là ngành đồng hồ, do đó là các bạn sẽ không thấy những cái đồng hồ Rolex chẳng hạn nó được siêu bao giờ cả. Mặc dù nó có giá trị rất là lớn nhưng mà nó sẽ không được siêu. Ok, và cái này mình sẽ mở hộp nó ra để show cho các bạn xem một cái mic Rode rất là xịn sò và Belo vừa mới đầu tư cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có cái mic Rode. Đây là một cái bộ mic rất là nổi tiếng mà được rất là nhiều các bên recommend là thực hiện những cái video trên YouTube, hay là làm YouTuber hay là creator thì sẽ sắm cho mình những bộ mic này. Và tinh tế hay là những cái trang công nghệ như là Mai Nguyên thì họ cũng sử dụng rất là nhiều cái mic này, và Belo cũng học tập theo những cái trang công nghệ như vậy và sắm để có thể đầu tư để có thể mang lại cái chất lượng âm thanh tốt nhất đến cho các bạn. Các bạn hiểu chưa? Với những cái đồ công nghệ thì chúng ta sẽ có những cái phần lớp siêu đặc trưng của đồ công nghệ, còn cái
đồng hồ G-Shock của chúng ta. Nó sẽ là cái ngành đặc thù của ngành đồng hồ. Chúng ta sẽ cần phải mở hộp ra để dán tem, để giúp cho các bạn yên tâm là đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam. Do đó là nó sẽ không có một cái seal thực thụ giống như là cái điện thoại iPhone hay là Samsung. Một chút những cái lưu ý đó mà Belo muốn gửi đến các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Belo sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ chơi mới này để có thể xây dựng được những nội dung tốt hơn cho các bạn. Và xin chào bạn Anh Tân Trần, xin chào bạn Khang Trịnh. Bạn Anh Tân Trần có một cái câu hỏi rất là hay và Belo cũng sẽ xây dựng những cái video clip để show cho các bạn về cái câu hỏi của bạn Anh Tân Trần. Bạn đang có hỏi là G-Shock giờ sản xuất ở Thái Lan hay Trung Quốc áp, còn vấn đề bảo hành quốc tế thì dựa vào đâu? Seal dán ở mặt sau, đeo thời gian là mất. Một loạt những câu hỏi rất là hay, Belo có thể giải đáp cho các bạn luôn trong video clip này. Vâng, và các bạn có thể thấy là đây là cái phiên bản DW 6009 mà mình đã đeo từ rất lâu rồi, cách đây khoảng 8-9 năm gì đó rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là Made in China, tức là sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc. Bộ máy của nó cũng được sản xuất tại Trung Quốc luôn. Và ở đây chúng ta sẽ cùng xem là cái con GBDH1000 này đang rất là hot tại Belo này, thì nó được sản xuất ở đâu. Cái này nó sẽ được là Case in Thailand. Cái tem vàng chống giả này nó là Case in Thailand. Nó che đi cái dòng chữ là Case in Thailand. Tức là cái GBDH1000 này thì nó được lắp ráp tại Thái Lan với bộ máy được sản xuất tại Nhật Bản. Quay trở lại với câu hỏi của bạn Anh Tân Trần, thì G-Shock giờ sản xuất ở Thái hay ở Trung Quốc? Mình sẽ giải đáp từng phần một. Thì G-Shock giờ sản xuất ở Thái ở Trung Quốc thì xin thưa với các bạn là G-Shock luôn luôn được sản xuất ở ba nước, đó chính là Nhật Bản này, Trung Quốc này và Thái Lan. Đó là ba nước mà Casio họ có nhà máy sản xuất ở của họ ở trên thế giới. Họ có nhà máy ở Nhật Bản này để sản xuất các cái line cao, tức là các cái dòng sản phẩm cao cấp của G-Shock, như là cái MRG này hay là MTG này, thì chúng ta sẽ được sản xuất tại Nhật Bản này. Còn chúng ta sẽ có ở Trung Quốc này. Như các bạn đã biết thì Trung Quốc có một cái trình độ công nghệ rất là cao, và do đó là những cái G-Shock mà sử dụng những cái công nghệ mới như là G-Steel thì rất hay được sản xuất ở Trung Quốc. Tại vì thế mạnh của Trung Quốc của họ là cái trình độ của công nghệ của Trung Quốc bây giờ rất là cao, và do đó là Casio họ bố trí sản xuất những cái phiên bản G-Shock mà sử dụng công nghệ cao như là G-Shock Bluetooth, G-Shock G-Steel, G-Shock G-Steel Bluetooth như là GSTB100 hay là GSTF110 thì đều được sản xuất ở Trung Quốc. Và các bạn cũng sẽ thấy là đây là những cái dòng mà nó không rẻ một chút nào. Không phải là sản xuất ở Trung Quốc mà là rẻ, mà ở đây chúng ta sản xuất ở Trung Quốc nhưng chúng ta được sản xuất tại nhà máy của Casio tại Trung Quốc. Chúng ta sẽ có ba cái địa chỉ rất là rõ ràng của tại Nhật Bản là ở Yamagata nếu mà mình nhớ không nhầm này, còn ở Trung Quốc thì nó sẽ ở Quảng Châu hay là đâu đó, hay là Quảng Đông gì đó. Còn ở Thái Lan thì nó là một cái nhà máy rất là lớn của Casio tại Thái Lan. Và Thái Lan thì càng ngày thì Casio họ càng đẩy sản xuất về Thái Lan, và do đó là các bạn sẽ thấy là nhiều những cái mẫu G-Shock mới hiện nay thì sẽ được ưu tiên sản xuất tại Thái Lan nhiều hơn. Và mình biết là các bạn có một cái định kiến về cái sự sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì đã từ rất lâu rồi, Trung Quốc là một công xưởng của thế giới. Do đó là các bạn chỉ cần yên tâm, đây là sản phẩm chính hãng và được Casio chứng nhận thì nó sẽ được đảm bảo một cái chất lượng vô cùng tốt. Và tất cả những cái iPhone, các thứ iPhone, iPad của các bạn sử dụng thì nó đều được sản xuất ở Trung Quốc cả. Chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái việc sản xuất ở đâu nha. Rồi, vấn đề bảo hành quốc tế thì sẽ dựa vào đâu? Ok, tiếp tục là một câu hỏi rất là hay. Thì vấn đề về bảo hành quốc tế này thì các bạn sẽ thấy là với mỗi chiếc đồng hồ G-Shock này, chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành. Đó, đây là một cái thẻ bảo hành này. Thẻ bảo hành là thẻ bảo hành International Warranty Card. Đó, nó là cái thẻ bảo hành quốc tế. Do đó là khi mà các bạn sở hữu những chiếc đồng hồ G-Shock kèm với cái thẻ bảo hành quốc tế này thì chúng ta sẽ mang cái thẻ bảo hành này này đến tất cả những cái đối tác nằm ở phần phía sau của sách này. Rồi, tất cả những cái đối tác này thì khi mà các bạn cầm cái thẻ này trong thời hạn là 1 năm, chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm ở trên thị trường quốc tế và 5 năm ở trên thị trường toàn quốc Việt Nam. Đó, duy nhất
Việt Nam chúng ta mới có cái thời lượng bảo hành dài đến như vậy, nó là 5 năm. Còn ở quốc tế nói chung thì chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm quốc tế, và các bạn chỉ cần cầm cái thẻ này cùng với đồng hồ của mình, khi mà các bạn có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn sẽ cầm đến, các bạn liên hệ để lấy những cái địa chỉ bảo hành của những cái đối tác bảo hành của Casio G-Shock trên toàn cầu, thì được liệt kê ở phần sau này. Và nó có là Member of Casio G-Shock International Warranty Network, tức là cái mạng lưới thành viên chấp nhận bảo hành quốc tế của Casio G-Shock. Họ giới thiệu rất là rõ ràng như thế này rồi. Các bạn chỉ cần liên hệ đến những cái số điện thoại và tìm kiếm những cái thông tin dựa vào quyển phần sau của quyển sách này nha. Đây là cái quyển sách International Warranty Regulation, cái chế độ bảo hành quốc tế của Casio G-Shock, rất là tuyệt vời. Tiếp tục là một câu hỏi nữa, đó là siêu dán ở mặt sau đeo thời gian là mất. Thì đây, xin thưa các bạn, cái này nó không phải là siêu, cái này nó là cái tem vàng chống giả, tức là cái tem này được ứng dụng cái công nghệ in hologram, công nghệ in đặc biệt mà để dùng để in tiền, để làm nên cái tem này. Và cái tem này được in bởi, được sản xuất ở nước ngoài bởi công ty Casio Anh Khuê, là nhà phân phối độc quyền của đồng hồ Casio tại Việt Nam. Và với cái tem này thì nó sẽ giúp cho các bạn là các bạn luôn luôn yên tâm là đây là sản phẩm chính hãng, là phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Và với cái tem này, vì ý nghĩa của cái tem này như vậy, do đó là khi mà các bạn đeo trong thời gian dài này thì các bạn sẽ thấy nó bị bợt đi này, nó bị mất đi. Thì nhiều bạn thì sẽ lo lắng là nó có ảnh hưởng gì đến cái thời hạn bảo hành hay không. Thì xin thưa với các bạn là không, vì cái chức năng của cái tem này là cái tem chống giả, tem vàng chống giả. Các bạn sẽ thấy cái dòng chữ ở đây, nó là tem chống giả, nó có giá trị để giúp cho các bạn yên tâm đây là sản phẩm chính hãng lúc các bạn mua thôi. Còn khi mà các bạn mua xong rồi, các bạn yên tâm đây là hàng chính hãng rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể bóc nó ra, và chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm hay là bảo hành quốc tế dựa theo cái phiếu bảo hành này, chứ không phải là cái tem này nha các bạn. Belo cũng vừa mới nhận được câu hỏi của anh Phương, là anh vừa mới lấy một cái GGB 101A tại Belo, thì anh cũng có hỏi là khi mà anh ấy đeo lên tay thì cái tem này nó cạm vào tay, nó cũng khá là khó chịu, thì anh hỏi là có bóc ra được không. Thì Belo xin thưa là bóc ra thoải mái. Thì các bạn mua G-Shock tại Belo cũng vậy, các bạn mua về thì các bạn có thể bóc ra một cách thoải mái, chúng ta sẽ không ảnh hưởng gì đến cái chế độ bảo hành cả. Mà đây là cái tem chứng thực là hàng chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam, đầy đủ hóa đơn VAT cũng như là những cái chế độ hậu mãi, bảo hành 5 năm vô cùng là tuyệt vời, và nó chỉ xác nhận với bạn thôi. Do đó là các bạn yên tâm rồi, thì các bạn bóc nó ra, và trong 5 năm các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ cầm qua Belo với cái thẻ bảo hành này, thì Belo sẽ tiếp nhận bảo hành cho các bạn, rất là thoải mái phải không các bạn. Và xin chào bạn Thượng Nguyễn, thì bạn đang có hỏi giá cái GBDH1000 1DR này tại Việt Nam nó là bao nhiêu. Thì xin thưa các bạn, nó là 13.327.000. Đây là mức giá niêm yết chính thức tại Belo Leeto. Và các bạn có thể tham khảo cái mức giá sale ở thời điểm hiện tại rất là tốt của Belo tại cái đường link mà mình để ở trong phần mô tả của video clip nha. Các bạn click vào đường link đó, nó sẽ tổng hợp toàn bộ những mẫu đồng hồ G-Shock đang được giới thiệu chính thức tại Belo. Và sau đó là các bạn có thể, chúng ta search cái đầu mã là GBD, đó, GBDH1000 gạch ngang H1000, là nó sẽ ra toàn bộ cái phối màu của dòng GBDH1000 để cho các bạn tham khảo. Mình cũng rất là mong là qua những buổi live stream thì các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi gì liên quan đến đồng hồ G-Shock thì các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ cùng với Belo Lê Hải Tổ. Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo trên cả nước, với những cái số lượng đơn hàng có thể nói là cực kỳ là tuyệt vời, số 1 tại thị trường Việt Nam hiện nay. Vâng, Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ các bạn, và ước mong sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ trong thời gian tới, và Belo sẽ cố gắng hết sức để có thể truyền tải được đến các bạn nhiều những cái thông tin thú vị và hữu ích nhất về đồng hồ G-Shock. Mình cũng rất là mong các bạn sẽ gửi thật nhiều những cái thắc mắc của các bạn về đồng hồ G-Shock tại Belo, để cho Belo có thể thu thập được nhiều hơn những cái nội dung, những cái thông tin để có thể tổng hợp lại được thành những cái bài blog hay là những cái video để có thể chia sẻ cùng với các bạn khác. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay. Và bây giờ thì Belo sẽ tạm dừng video clip ngày hôm nay tại đây, để Belo sẽ set up sản xuất những video, những cái nội dung thú vị và hấp dẫn hơn với bộ mic cực kỳ xịn sò, made in Australia. Ok, rất là xịn sò này, để chúng ta có thể làm được nhiều cái nội dung hay hơn để giới thiệu các bạn G-Shock fan trong thời gian tới. Hãy luôn ủng hộ Belo nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.